Lễ cưới của diễn viên hài Ngọc Hoa. Lễ cưới của diễn viên Ngọc Hoa diễn ra vào tối mùng 9 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai trải qua thời gian dài gắn bó trước khi về chung một nhà. Tối mùng 9 tháng 6, hôn lễ của diễn viên hài Ngọc Hoa và Hà Phụng diễn ra tại trung tâm tiệc cưới ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình và khoảng hơn 500 khách mời có mặt để chứng kiến giây phút hạnh phúc của vợ chồng diễn viên. Trong ngày trọng đại, diễn viên Ngọc Hoa diện đầm cưới trắng trễ vai, chú rể lịch lãm với bộ suit tối màu. Các nghệ sĩ như Huỳnh Lập, Trần Phong, Đại Nghĩa, Quang Trung có mặt từ sớm tại lễ cưới và gửi lời chúc phúc tới Ngọc Hoa, Hà Phụng. Sau khi tiến hành các nghi thức trong hôn lễ, cô dâu, chú rể trao lời thề nguyện và gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè. Chồng của Ngọc Hoa làm nghề quay phim. Hai người có thời gian dài tìm hiểu trước khi tiến tới hôn nhân. Họ đăng ký kết hôn hồi tháng 3, sau đó chụp hai bộ hình cưới, học giáo lý hôn nhân đồng thời gửi thiệp mời tới đồng nghiệp và bạn bè. Ngọc Hoa từng tâm sự cô tự ti về vóc dáng mũm mĩm. Nữ diễn viên lo lắng cô không phải mẫu người lý tưởng của nam giới. Theo Ngọc Hoa, mẫu đàn ông cô yêu thích là chăm chỉ, biết tự lập, không ra trường và có chính kiến. Ngọc Hoa sinh năm 1993, được biết tới sau khi giành giải quán quân chương trình Học viện Danh hài 2016. Cô là con nuôi của nghệ sĩ Ngọc Dầu và từng cùng anh Tú, Quang Trung làm nên nhiều vở kịch. Ngọc Hoa cũng diễn xuất trong nhiều dự án phim và gần nhất là Biệt đội bất ổn khởi chiếu cuối tháng 3.